Hello các bạn, bữa nay là thứ năm rồi, gần cuối tuần rồi ha. Mình đi làm về có ghé ngang vườn của chị Tươi, Quỳnh. Mình để số phone ở trên góc trái màn hình đó. Vườn chị Tươi có bán những cây ăn trái nhiệt đới ha, và các loại cây khác. Mình đang quay là cây nho thân gỗ lâu năm ha. Cái cây trong chậu khoảng 100 gà lông, gốc lớn ha. Rồi mình đi ngang bên dãy bên tay trái của mình là có cây sapoche nha các bạn. Cây này cũng khoảng hơn 10 năm tuổi rồi. Người ta để trong chậu khoảng 100 gà lông hả, là hơn đó. Các bạn nhìn gốc nè, rất là to luôn ha. Cây đã có hoa và trái những cái nụ hoa nè, đây là trái nè. Do mùa lạnh á, trái nó lớn chậm á, nên nó vẫn còn nhỏ ha. Đây nè, lại những chùm hoa và trái khác nữa. Cái này sang tới mùa xuân và mùa hè ha, nó mới tạo ra những cái trái lớn hơn ha. Giờ tới tháng 8, tháng 9 á, mình bắt đầu thu hoạch được rồi. Bên cái cây sapoche này á, là ha, có một hàng cây mãng cầu và những cái cây bonsai khác ha các bạn. Ở đây là phía sau cái cổng của vườn của chị Tươi nha. Có những cây Suriname cherry mà đợt trước mình có quay rồi á. Cây Suriname này trái nó ăn á, nó rất là đặc biệt, nó vị nó ngọt thanh mà có một hộp à, nó ít hộp hơn là sorry, Việt Nam mình có ba hộp và chua hơn nữa. Kế bên nó là một cây nho thân gỗ lớn khác nha các bạn. Cây này cũng khoảng hơn 20 năm tuổi rồi, các bạn nhìn cái gốc đi, rất là lớn luôn. Và cái cây trống á, nó còn nhỏ hơn là cái gốc cây này nữa. Các bạn thấy những cái đốt như thế này nè, là tạo hoa và trái đó các bạn. Đây nè, thấy cây đó, già thì nó bốc vỏ rồi. Rồi kế bên đó là những cái chậu bonsai khác ha. Đây, cây này lạ cái là có một cành á, là nó giống như là variegated, giống như là cẩm thạch vậy đó. Nhưng mà mình không có chắc chắn là nguyên cây này là cẩm thạch giống như vậy ha. Cây này cao khoảng 6-7 feet đó các bạn. Kế bên nó là những cây nhãn nha. Những cây nhãn, nhãn này nhãn bonsai ha, trong những cái chậu đá như thế này nè. Ngoài nhãn ra cũng như có những cây bonsai khác nữa mà mình cũng không có rành ha, hỏi chủ vườn để biết thêm. Vườn chị Tươi cũng có bán nhiều chậu nha các bạn, đủ size hết nha. Từ 7 ga lông tới 65 ga lông nha. Vườn cũng có bán đất Fox Farm, rồi đất Royal Gold. Thường thì mình dùng đất Fox Farm để mình trộn với những cái đất ở Pottinson ở Home Depot thôi, chứ xài Fox Farm không, thứ nhất là nó rất là hao, thứ hai nữa là nó cũng không có quá tốt cho cây đâu, thì nó có thể dư đạm ha cho cây của mình ha. Thường mình xài nửa hay 1/3 Fox Farm với nửa cái potting soil của Home Depot bán thôi, cái ba màu vàng vàng á các bạn. Đi ra phía sau nữa là mình thấy rất là nhiều những cây gì đây, những cây mãng cầu nè, mà hôm trước mình đã có quay rồi. Rồi những cây nho thân gỗ nha. Rồi sapoche. Thì những cái cây này là những cái cây mature nha các bạn. Rất là lớn. Đã có hoa có trái rồi. Trong chậu 20 ga lông, 25 ga lông. Mùa này thì mình thấy lá của mấy cây này bắt đầu ngã vàng, hay là chắc là do thời tiết nó quá lạnh á. Trái cũng nhỏ, không có lớn mấy, nhưng mà tới mùa xuân á, thì mấy cây này sẽ phát triển rất là nhanh các bạn.
mấy cây này rất là nhiều năm tuổi rồi ha, nên ai mua về là có trái ăn rồi, có chắc chắn là năm sau mấy cái trái này là đậu thành trái lớn ăn rồi. Cây này là cây Hatsia nha các bạn, một loại sambuche trái rất là lớn, như là trứng gà luôn á, hơn bự gấp 2 lần cái trứng gà luôn. Hồi bữa mình có review rồi, ăn ngọt không cát ha. Mấy cái hàng cây tiếp theo là những cây nho thân gỗ. Mấy cây này ha, cũng rất là già rồi. Các bạn nhìn cái mấy cái cành cây thì nó ngã màu sang khô, màu nâu, bóc vỏ là biết nó già, và cái gốc của nó rất là lớn nha các bạn. Những hàng tiếp theo nữa là mãng cầu. Mãng cầu trong chậu từ 45 gallon tới 25 gallon đã có trái cũng lớn rồi, khoảng tháng 2, tháng 3 là có thể thu hoạch. Như các bạn thấy đây là một trái mãng cầu do Thái này nha. Do Thái thì nó có nhiều gai, còn mãng cầu Úc thì nó to hơn do Thái, ngọt hơn nhưng mà nó ít gai hơn, trái nó nhìn không có đẹp bằng. Kế bên cũng là những cây mãng cầu. Trong số này mình nghĩ là chỉ thấy Úc Hài với lại thấy Do Thái thôi. Nhưng mà để chắc chắn thì mình các bạn có thể hỏi chủ vườn để confirm nha. Kế bên nữa là một dãy những cây bonsai nha các bạn. Mà mùa này người ta kéo những cây san sát nhau vậy để cho nó không có bị lạnh á, nó bị sốc thời tiết ha. Mình đang quay là cây mận rồi những cây xoài ha. Thường á là vườn này bán, mình để ý là bán xoài Thái không mà, tại vì người Việt mình thích trồng xoài Thái ha, không phải những cái giống xoài mà mình mua ở ngoài chợ Home Depot đồ được đâu. Đó là xoài của Philippines, Manila mango ha. Còn mấy cây xoài này là đại đa số là xoài tượng Đài Loan ha, hay là xoài Pensamum là cái cây này nè, gốc rất là lớn luôn á, to. Cây này năm sau có trái ăn rồi, có hoa có trái rồi, trong chậu 25 gallon. Còn có một số cây trong chậu 15 gallon là Mahachanuk nè, hay là xoài tượng Đài Loan, hay xoài, cũng có một cây xoài cát Việt Nam ở đây nữa. Lần trước mình có coi thử. Thì mùa đông này á, xoài á, người ta giữ cho nó sát vào vách tường nhà như vậy nè, và hạn chế tưới nước. Nếu mà tưới nước nhiều thì không tốt cho xoài vào mùa đông, dễ bị úng rễ các bạn. Bây giờ mình đi ra phía sau nhà để quay những cái cây ở phía dưới cái đồi của nhà chị Tươi nha, mà lần trước mình hứa quay mà chưa có dịp để quay nha các bạn. Đây là cây citrus tuckerwood gì nè. Kế bên nó là mấy cây cherry gò công, rồi cây mãng cầu red gaffner hay là mãng cầu do Thái đỏ đó các bạn. Tết thì người ta thường mua những cái cây như thế này để chưng Tết nè, rất là nhiều may mắn luôn đó. Rồi kế bên nó là mãng cầu Lisa. Lisa thì trái nó cứ vậy, cứ xám xám như vậy nhưng mà ăn rất là ngon, nhiều nước, juicy, không quá ngọt. Một hàng này là nhãn và ổi Đài Loan. Một hàng bên tay phải nữa là những chậu bonsai nhỏ nhỏ. Cái này cũng có thể bán luôn, hay là mình nghĩ là có thể chủ vườn để chưng như vậy thôi cho đẹp Tết thay thôi. Như là cây này là cây đào Nhật, cây Queen's Double Stack các bạn. Rồi mấy cây, nhiều cây quá mình không biết là bonsai thuộc loại gì luôn. Còn ở dưới này là một hàng sabuche. Những cây này là chùm ruột này nhá. Cây đu đủ, rồi cây táo Thái nha các bạn. Cây táo Thái này rất là lớn nè, chiếc cành thấy là nhiều cành lắm. Rồi sabuche, rồi những cây khác. Thôi mình đi xuống dưới vườn ha các bạn, để quay tiếp những cái cây ở dưới.
Trên đường đi xuống dưới mình thấy có hai cái hồ rất là lớn để trồng sen nè và nuôi cá bảy màu nè các bạn. Mấy con cá này bây giờ mùa đông mà ha vẫn trồi lên mặt nước để kiếm ăn ha. Bây giờ cũng chiều rồi ha. Đây là cây quýt hay là cây tắc mình không biết. Trái thì ở giữa cây tắc cây quýt nó nhỏ nhỏ thôi. Kế bên nữa là mấy cây tắc cẩm thạch ha. Các bạn nhìn lá của nó thì nó có hai màu ha, trắng xanh. Trái của nó cũng có hai màu như thế. Thôi mình đi xuống những cái bậc này nè, để xuống dưới quay vườn cho các bạn coi. Vườn này sâu ở dưới luôn, nhưng mà xuống tối thì tranh thủ xuống thì thấy thời tiết nó trơn trượt, nó lạnh khó đi á. Đây là cây lô quát của Nhật nè các bạn. Cây này trái nó vàng, ăn ngọt ngọt, có ba cái hạt nha. Mình đi xuống một hai bậc thềm á, thì thấy có những cây ổi Đài Loan không hạt nha các bạn. Đây có trái rồi. Thôi mình xin phép chờ một trái để ăn thử nha. Một hồi mình phải nói nè. Đây là trái Đài Loan không hạt nè. Nó không có một hai hạt à, nhưng mà ăn rất là ngon các bạn. Thơm mùi ổi, xứng đáng để mua luôn á. Ở nhà mình có trồng một cây, nó ruột hồng, rất là ít hạt. Các bạn thấy đó, đó cái trái ổi mà nó vàng ở ngoài là ăn được rồi nha. Kế bên nó là tiếp tục là quýt tắc. Rồi ổi, rất là nhiều ổi Đài Loan không hạt luôn nha các bạn. Vườn này bán nhiều cây quýt để chân Tết nè. Còn cây mình đang quay là cây bánh kem nha các bạn, quay sabote. Cây này trái của nó ăn nó ngọt bùi, nó giống theo mình thì cái cảm nhận mình ăn thôi, mình thấy nó giống như lekima nhưng mà nó mịn hơn lekima, nó ngọt mà nó có nước nhiều hơn lekima chút. Ăn cũng ngon, nó lai lai giữa lekima với hồng mềm á các bạn. Bạn thấy trái của nó không? Mùa đông rồi mà nó vẫn còn nhiều trái ha. Cái này để nó vàng mềm mềm trên cây á, cắt ra ăn rất là ngon. Mình đi xuống dưới vườn của nhà chị Tươi các bạn. Có một số cây ôn đới lá đã ngã sang màu vàng hết rồi vì trời quá lạnh ha, mà và rụng đi. Đây ở dưới này rất là sâu nha, có mình đi xuống dưới những cái bậc thang này nè, mỗi bậc là khoảng cách nhau cao khoảng là 3 gang tay nha các bạn, đi cũng cẩn thận rất là nguy hiểm nha. Đấy ở dưới này thì cứ mỗi bậc thềm hàng ngang người ta trồng mãng cầu nhiều lắm các bạn. Đây là một cây mãng cầu Úc trồng xuống đất luôn nha các bạn. Trái ổi này nói thật ăn rất là ngon, thơm, xứng đáng để trồng các bạn. Đây là rau mùa đông, thấy vẫn còn rau vẫn còn ha. Đây là cây quai sabote, hồi nãy mình quay đó, trái của nó. Thôi mình tiếp tục đi xuống dưới vườn nha các bạn. Đây là gần đáy của vườn rồi, mình quay lên mình thấy cái cây lô quát ở trên đó, những cái cây hồi nãy mình mới quay đó. Bây giờ mình đi vòng vòng ở dưới này thì mình thấy có rất là nhiều mãng cầu nha các bạn, đủ size hết. Trong chậu thì để bán, nhưng mà phần lớn cũng trồng xuống đất thì có thể để trồng như vậy để ăn trái và bán trái nha các bạn. Như đây là một cây mãng cầu ở dưới đất nè. Rồi những cây này trong chậu từ 5 gallon tới 15 gallon cũng có nha, đủ kích thước hết. Nếu cần thì các bạn liên lạc với chị chủ vườn. Còn cái này, một cây này là ghép nhiều giống với nhau, Pygma Moth rồi Lisa rồi Gefner vô một cây nha. Mà cây này trồng xuống đất rồi, mình nghĩ là trồng để làm sample thôi, làm cảnh này vậy thôi, cho giới thiệu cho khách thôi chứ không phải để bán nha các bạn. Còn đây là một cây mận mà mình không chắc là giống mận gì luôn á, đọc chữ cũng không ra luôn.
Kế bên là một cây bơ nha các bạn. Rồi lại ổi nữa. Cái này là cây ổi Đài Loan không hạt, Taiwan Seedless Guava, như mình giới thiệu rồi đó. Trái của nó nè các bạn, mùa đông mà thấy trái nó vẫn còn rất là nhiều ha. Khoảng một chục trái hơn đó. Rồi mình đi vòng vòng thì mình thấy có nhiều cây nhãn nha các bạn. Rồi rất là nhiều mảng cầu ở dưới này. Đây là một cây ổi mà mình không chắc giống gì, nhưng trái rất là lớn. Có thể là ổi nữ hoàng, nên nếu nhìn cái lá thì giống ổi nữ hoàng mình đã thấy rồi. Còn đây là ổi cẩm thạch nha các bạn. Mình thấy trái nhiều quá, mình bẻ đại một trái để thử luôn, coi nó ăn nó có ngon hơn là cái ổi ruby Tài Quan mình ăn không. Trời đất, học nhiều quá các bạn ơi. Nhưng mà thơm mùi ổi nó vẫn hồng, hơi mềm hơn ổi ruby á, mà rất là thơm mùi ổi, nhưng mà hạt rất là nhiều các bạn, và cứng nữa. Mình không có recommend cái giống này để trồng đâu, nhưng mà làm cảnh á, thì nó đẹp, tại vì nó có hai màu ha. Variegated guava mà, ổi cẩm thạch mà. Tiếp theo á, là ở dưới này có những cây mảng cầu nhiều lắm các bạn, đủ kích cỡ hết. Trong chậu người ta để bán Tết nè. Đó. Rồi có những cái cây lớn thì người ta trồng xuống đất nha các bạn. Như các bạn thấy ở dưới nè, trồng xuống đất luôn. Trái xum xuê đầy cành luôn nha các bạn. Đây là một cây khác nữa cũng được trồng xuống đất. Cây nào cũng có trái hết, trái chùm chùm luôn á. Mình nghĩ cái này người ta trồng có thể để bán trái cho Tết, hay là cho gia đình đồ ăn, hay là tặng bạn bè luôn các bạn. Đây là mấy cây mảng cầu và ổi ha, trong chậu. Tiếp theo là mình cũng thấy nhiều cây ổi mảng cầu người ta để trong những cái chậu nhỏ đó, để gần gốc cây lớn như vậy, để tưới cho nó đỡ hao nước á. Cây này cây mảng cầu mình không rõ là giống gì, có thể là Việt Nam Lai hay là mảng cầu Úc Hai gì, nhưng mà thân rất là lớn, nó cao 7-8 feet mà cái gốc của nó lớn như bắp tay vậy các bạn. Chắc trồng xuống đất lâu lắm rồi. Đó. Rồi kế bên nó là cũng là các cây mảng cầu khác, gốc rất là to, được trồng xuống đất nha các bạn. Đây là một cây mảng cầu nữa. Mình nghĩ phần lớn là ly xà Úc Hai, hay là mảng cầu Do Thái, hay là mảng cầu Việt Nam Lai nha. Tại lúc trước mình có hỏi chủ vườn rồi đó, chị Tươi nói năm có năm giống chính là trồng xuống đất. Những cái gốc này rất là to nha các bạn, cầm tay của mình để vô chả là gì hết á, nó gần như ba cầm tay của mình vậy đó. Các bạn thấy gốc không? Cái chậu là cái chậu 5 galon đó các bạn, mà nó lớn như vậy rồi đó. Mình đi tiếp qua bên tay phải của mình á, là một hàng cũng là mảng cầu luôn. Vườn này mảng cầu nhiều quá đi. Mình có thể nói là những cái cây xuống đất không á, là cũng ít nhất là khoảng 20-30 cây hồi nãy giờ mình thấy rồi, còn chậu thì không đếm hết các bạn. Xuống dưới đáy của cái vực này luôn thì mình thấy một cái greenhouse để người ta ươm cây và giữ cây vào mùa đông các bạn. Đây là cái gì đây? Đây là cây ổi Taiwan Seedless Guava, Đài Loan không hạt, mà cây rất là lớn nha các bạn. Ở phía sau cái greenhouse này có cái ổi Đài Loan không hạt nha. Đó, lại là mảng cầu nữa, xuống đất nữa các bạn. Thấy cây rất là lớn, rất là rồi có những cái chậu mảng cầu nhỏ, kế bên đó lại cây mảng cầu rất là lớn để xuống đất nữa các bạn. Nhưng mình hỏi cái vườn này quá nhiều mảng cầu đi. Đó, đây là mảng cầu chậu 5 galon. Người ta để vô vậy là chắc ươm xong rồi để năm sau mùa xuân bán đó các bạn.
mình thấy mấy cái cây chắc có thể ghép năm nay, mới ghép năm nay á. Kế bên cây ổi là cây gì đây? À, một bụi chuối. Đây là chuối có trái rồi, không biết chuối gì thôi. Thấy nhỏ nhỏ giống chuối chuối Việt Nam hả? Chuối gì mình cũng không rành nữa. Thôi mình vô cái greenhouse mình quay một chút ha. Tại vì cũng chiều rồi, mình quay xong mà mình cũng xin kết thúc video nha. Tại 4 giờ bây giờ là bây giờ trời đã tối rồi. Đây là greenhouse các bạn. Nó cũng nhỏ không có lớn đâu. Nhưng mà mình để ý là trong đây người ta chỉ giữ những cây mới chiết như là cây mận nè các bạn thấy không? Và cây lá dứa. Đó, kế bên nó là cây lá dứa. Đó, cây lá dứa đây. Tại vì nó không thích lạnh các bạn. Phải giữ trong greenhouse vào mùa đông. Rồi có mấy cái cây mà mình thấy cái này không phải cây ăn trái các bạn ơi. Những cái cây này là cây kiểng thôi. Như cây sứ Thái nè, Desert Rose, hay là mấy cây phát tài gì á, người ta bỏ vô đây, greenhouse. Rồi những cây lặt vặt này mình cũng không rành là cây gì nữa mà vô greenhouse cũng không nhiều đâu các bạn. Greenhouse này cũng nhỏ ha. Thôi mình đi ra để chuẩn bị đi lên trên sân lại thôi. Tại vì mình đang ở dưới vực nè, trời cũng tối rồi. Nên đi lên lại nó nên cẩn thận chút. Đây là cũng mảng cầu nữa các bạn. Đây là hàng rào cuối cái vực này này, ngăn cũng như là sân giữa nhà đối diện phía sau và cái nhà và cái sân này ha. Thôi mình đi lên trên sân lại ha. Đấy. Mấy cây này mảng cầu nhiều lắm các bạn. Đại đa số là người ta vừa ươm rồi vừa ghép để bán á các bạn. Vườn này rất là nhiều cây mãng cầu nha. Mình nghĩ là chuyên trị về mãng cầu luôn đó. Đây là chuồng gà. Thấy có hai con gà ha. Rồi, mình tìm ra được cái đường đi chính để lên rồi các bạn. Không phải mà mò xuống như hồi nãy. Đây là cái đường đi chính để đi lên mà hồi nãy mình không biết sao mình đi cái ngõ khó khăn như vậy. Người ta lấy vỏ xe với làm mấy cái bậc thềm gì lót là nó thấp hơn đi lên rất là dễ dàng. Hồi nãy mình đi những cái bậc rất là cao đi rất là mệt các bạn. Thôi bây giờ mình lên tới nơi rồi ha. Rồi trời cũng tối rồi các bạn. Mình cũng xin tạm ngừng video. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ nha. Nếu các bạn thích video thì nhớ like và đăng ký kênh cho mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều nha. Bye bye.